Một tài xế taxi ở tỉnh Lào Cai trình báo bị khách đặt xe tấn công, dùng dao cứa cổ với ý định cướp tài sản. Công an đã bắt giữ đối tượng cướp táo tợn sau 7 giờ gây án. Rạng sáng ngày 21 tháng 8, Công an thành phố Lào Cai nhận được tin báo của gia đình anh Vũ Đình L, sinh năm 1983, lái xe taxi, trú tại tổ 22, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, về việc anh L bị khách đi xe taxi đe dọa với mục đích cướp tài sản. Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 8, anh L chở một người thanh niên từ khu vực quảng trường ga Lào Cai. Khi đến khu vực cửa khẩu Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố này, bất ngờ bị nam hành khách dùng dao khống chế gây thương tích tại vùng cổ với mục đích cướp tài sản. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an nhanh chóng điều tra xác minh và bắt giữ đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 7 giờ truy tìm theo dấu vết đối tượng, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Mạnh, sinh năm 1996, trú huyện An Dương, thành phố Hải Dương, khi đối tượng đang lẩn trốn tại quán Internet trên đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai. Tài xế taxi bị thương ở vùng cổ, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Sau khi được khâu vết thương, cầm máu, sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.